trước là chị lấy ra như người này người hết trước mình hết sau. À hai người hát một bài á hả? Hay bà ở đâu vậy biết không? Không biết. Đây là phải dân ca. Đây đẹp quá ha. Thì đó đẹp ừ, trai như Elvis Presley gì đó. Thấy không? Bà kể chuyện hồi ông làm cái trung tâm băng nhạc Mây Hồng á, thì là Mây là cái bà Vân á, bà Tường Vân á, còn Hồng á là Hồng đó. Ông có đứa con thì Thi Vân luôn. Bảo tố. Rồi rồi, có đứa con thì Thi Vân luôn. Anh em bên đấy hả? Dạ, đứa gái tên Thi Vân. Có đứa mấy đứa con lớn của ông á, của đứa tên là Vũ ha, Vũ là Mưa ha, Tuấn Vũ đó. Xong rồi con nhỏ tên Thi Vân đó là Mây. Con nhỏ thứ ba tên là Ngọc Tuyền là Suối. Con thứ tư tên là Thanh Hằng là Trăng. Vậy là hồi xưa ổng với lại bác Anh Bằng. Bảo đảm ổng với bác Anh Bằng mê một bà nào tên là Thi Vân rồi. Hai người đặt tên, hai đứa con là Thi Vân luôn. Hay á, cái này chi tiết nó cũng hay đó. Scandal. Sau rồi bốn đứa con sau đó, một đứa tên là Tấn Phong là Gió. Con Kim Sa là Cát. Ngân Hà là Sông. Và Ngọc Tú là Sao. Tú là Sao, hay quá. Mình khi mà mình làm một tác giả, mình đừng có nghĩ là làm mấy lần hay ít lần, mà mình phải làm chọn cái tác phẩm của người ta. Và chị hát qua có một lần à, thấy không? Mà chị không hát nó kỳ lắm. Bài đi về hợp ca rồi. Thôi đại khái final là Hồ đi. Vậy thì cái gì? Thiệt cử á, Hồ là thằng nhạc sĩ á. Hồ bị phe, Hồ nói Hồ muốn làm the best cho cái ông nhạc sĩ này. That's what I do. Bởi vì một người nhạc sĩ mà ca không đúng bài nhạc của mình á, mình không có feel good.